Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện. Bản tin hôm nay ngày 4 tháng 8 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. VNPT khai trương dịch vụ di động vệ tinh Vinaphone S với vùng phủ rộng lên đến 2/3 thế giới và phủ sóng 100% lãnh thổ Việt Nam. Tạo điều kiện cho người khiếm thị có cơ hội tiếp cận Internet, hòa nhập cộng đồng. Sáng nay ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT về kết quả thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng cho rằng VNPT tái cơ cấu hoạt động theo đúng mô hình chuỗi giá trị hiện đại, đầu mối giảm xuống, tập trung, hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cao hơn. Để tiếp tục đưa VNPT phát triển trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tập đoàn cần chú trọng sản xuất công nghiệp công nghệ cao, tiến tới làm chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài và chủ động triển khai hiệu quả 4G trong thời gian tới, đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp lại lao động, trong đó chú trọng là lao động trực tiếp, lao động bán hàng, đảm bảo đời sống ổn định cho cán bộ công nhân viên. Thủ tướng cũng mong muốn VNPT phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh vươn lên vị trí đứng đầu trên thị trường viễn thông Việt Nam, nhất là hạ tầng viễn thông băng rộng, mạng lưới vệ tinh và phát triển viễn thông di động. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và nhấn nút khai trương dịch vụ di động vệ tinh Vinaphone S của VNPT với vùng phủ rộng lên đến 2/3 thế giới và phủ sóng 100% lãnh thổ Việt Nam từ vùng núi đến biển đảo. Với thiết bị di động vệ tinh và SIM Vinaphone trả sau đã đăng ký dịch vụ Vinaphone S, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện các dịch vụ thoại, nhắn tin SMS, định vị vệ tinh GPS, đảm bảo thông tin liên lạc tại bất cứ nơi đâu, không giới hạn không gian và khoảng cách, không bị phụ thuộc vào các điều kiện cơ sở hạ tầng, thời tiết, địa lý. Đây được coi là một giải pháp hữu hiệu để quản lý, giám sát của lực lượng kiểm lâm, kiểm ngư, hải cảnh, hỗ trợ người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc trong trường hợp thiên tai địch họa, cứu hộ cứu nạn. Dịch vụ Vinaphone S sẽ là bước tiến đột phá với đối tượng người dùng thường xuyên di chuyển, làm việc tại các vùng không có sóng di động như ngư dân, cán bộ giàn khoan, cán bộ kiểm lâm, lực lượng tuần tra duyên hải. Tiếp theo chương trình là một số tin tức đáng chú ý khác. Đại hội chuyên ngành đầu tiên về Sales và Marketing toàn quốc mang tên Việt Nam Sales and Marketing Camp 2016 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9 tại Flamingo Đại Lải Resort với sự tham gia của nhiều diễn giả uy tín trong và ngoài nước. Điểm đặc biệt của chương trình lần này là toàn bộ sự kiện được sử dụng công nghệ số với mobile app, website, mạng xã hội và giảm thiểu việc sử dụng giấy in trong suốt quá trình diễn ra. Với chủ đề xây dựng chiến lược sale và marketing cho các thương hiệu quốc gia, dự kiến chương trình sẽ thu hút 3.000 người là các giám đốc điều hành, giám đốc sale và marketing, các giám đốc công nghệ, các nhà quản lý cấp trung, các chuyên viên sale và marketing, quảng cáo, truyền thông và sinh viên chuyên ngành. Sau 2 năm xuất hiện tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Uber hiện đang có hàng chục ngàn lái xe tham gia làm đối tác, trong đó có khoảng 80% tài xế lái xe trung bình từ 40 tiếng một tuần hoặc ít hơn. Đại diện Uber cho biết, thu nhập của tài xế sử dụng Uber trung bình đạt 85.000 đến 100.000 đồng một giờ. Trong năm vừa qua, ứng dụng này đã giúp gia tăng tỷ lệ hiệu suất xe hơi được sử dụng trong mạng lưới đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lên tới hơn 70%. Một chiếc xe thuộc mạng lưới ứng dụng Uber có số lần sử dụng gấp 3,1 lần xe thương mại và gấp 10 lần xe tư nhân, góp phần đáng kể vào việc giảm ùn tắc giao thông tại hai đô thị lớn này. Với mong muốn tạo cơ hội bình đẳng trong thụ hưởng lợi ích của công nghệ thông tin, vừa qua thì dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam đã phối hợp với Hội Người Mù, Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật tỉnh Đồng Tháp triển khai mô hình thí điểm hỗ trợ nhóm đối tượng thiệt thòi tiếp cận máy tính và Internet tại các điểm truy cập công cộng. Tham gia mô hình này thì nhiều người khiếm thị đã có cơ hội tiếp cận Internet, hòa nhập cộng đồng. 5 hội viên Hội Người Mù tỉnh Đồng Tháp có kỹ năng sử dụng máy tính phục vụ công việc hành chính, có thể khai thác các thông tin trên mạng Internet, thậm chí còn hướng dẫn được cho hội viên khác. Đó là kết quả như mong đợi của Hội Người Mù khi phối hợp với dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam, thử nghiệm mô hình hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận tri thức trên Internet. Mình cũng đã được đào tạo qua một số khóa về chuyên môn
thì mình cũng nắm bắt được cái người khiếm thị và người khuyết tật hoạt động như thế nào và sử dụng như thế nào, để có đưa ra những cách hướng dẫn phù hợp với từng đối tượng. Nhưng về mặt khó khăn, đó là có những cái do mình không thấy, mình không thể bao quát hết được những cái mà các bạn gặp phải, nên việc hướng dẫn cho các bạn vẫn còn một số cái bối rối và vẫn còn cần sự hỗ trợ của những người sáng. Để tạo điều kiện cho người khiếm thị được tiếp cận với Internet, Thư viện tỉnh bố trí hệ thống máy tính có cài đặt phần mềm dành cho người khiếm thị với thiết bị phụ trợ. Nhân viên được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ, tổ chức nguồn lực thông tin trên Internet bằng tài liệu chữ nổi để tổ chức hướng dẫn người khiếm thị thường xuyên. Khi tham gia được cái hoạt động này thì trước hết là bản thân em cảm thấy rất là vui. Đây có thể gọi là một cái sân chơi bổ ích dành cho những cái người khiếm thị và khuyết tật nói chung. Thì em rất là mong muốn là cái hoạt động của mình ngày càng nó phát triển hơn, rồi các cái bạn bị khiếm thị khuyết tật á, thì có thể là đến đây sinh hoạt nhiều hơn, và chính điều đó thì em tin rằng các bạn khiếm thị, các bạn khuyết tật á, sẽ có thể là hòa nhập với cộng đồng, với xã hội tốt hơn. Là một trong 40 địa phương triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam, thành công từ mô hình thí điểm người khiếm thị tiếp cận máy tính và Internet tại các điểm truy nhập công cộng là nền tảng để Đồng Tháp thực hiện mục tiêu tạo cơ hội bình đẳng cho mọi đối tượng, cư dân tiếp cận Internet, cải thiện đời sống, hòa nhập cộng đồng.